Giới thiệu đến các bạn, đây là món chè kho, món ăn cổ truyền của Tết miền Bắc. Mai Rừng sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món này. Welcome to Mai Rừng TV channel. Hôm nay Mai Rừng giới thiệu đến các bạn một cái món ăn truyền thống, gọi là cái món ăn cổ truyền của người miền Bắc đó các bạn. Trong những cái dịp lễ Tết thì không thể thiếu cái món này đâu. Đó là món chè kho. Để làm cái món chè kho này như thế nào thì mời các bạn theo dõi mình làm nhé. Để chuẩn bị cho cái món chè kho này mình cần 500g đậu xanh đó các bạn. Mình mua đậu xanh như thế này nè, mình về mình ngâm từ 4 đến 5 tiếng đi. Sau đó mình để cho nó ráo nước, mình hấp, mình bỏ vô cái xửng như thế này nè các bạn, rồi mình mang đi hấp. Để cái đậu xanh nó hấp được thơm hơn đó các bạn, mình chuẩn bị một bó lá dứa 200g đường cát này các bạn. Đây là dầu mè chút xíu, mình lấy khoảng một muỗng thôi. Mình chuẩn bị một ít mè trắng nữa các bạn. Đây này, mình rang lên. Và đây là nước cốt dừa này các bạn, 300g nước cốt dừa. Nhưng mà chút xíu là mình làm ít ít thôi, không hết thì cũng không sao, dư đỡ hơn thiếu mà. Mình chuẩn bị một cái máy xay sinh tố nữa nè. Đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái này đi hấp nha. Đây là đậu xanh mình đã hấp rồi này các bạn, mình đã hấp rồi, mình để nguội luôn rồi đây nè. Cũng để nguội rồi, bây giờ mình cho vô cái máy xay mình xay nha. Các bạn biết sao, 500g đậu xanh đó các bạn, mà mình xay ra một tô như thế này này các bạn. Giờ mình sẽ đi xên cái này. Mình chuẩn bị một cái chảo lớn các bạn nha. Mình sẽ xên cái này với 200g đường nè. Nhưng mà mình nghĩ như đây chắc phải thêm đường nữa các bạn. Mình sẽ đổ đường vào đây. Mình sẽ đổ một nửa thôi. Mình khuấy liên tục đều tay nha. Rồi, mình sẽ đổ vào đây một ít nước cốt dừa đó các bạn. Cho vào đây một muỗng dầu mè. Đậu xanh đã bắt đầu sệt lại rồi đấy các bạn, nhưng mà chưa được đâu. Mình phải sệt cho nó khô lại đó. Để chút xíu nữa mình sẽ bỏ vô cái khuôn đó các bạn. Mình ấn giống như là cái khuôn xôi đó. Độ ngọt như thế này là cũng nhẹ nhàng rồi. Mình rang mè này các bạn. Mình cho vào khuôn đó các bạn.
Mình lấy cái khuôn đó các bạn, mình nhấn xuống. Đây là cái khuôn xôi của mình ấy. Với món chè kho này đã xong rồi đây các bạn. Wow. Với cái món chè kho này nó có cái mùi bùi bùi của cái đậu xanh nè, cái vị ngọt dịu nhẹ của đường đó, nên ăn không có bị ngán. Và đặc biệt là với cái món ăn này không chỉ thích hợp cho những cái ngày mà lễ Tết đâu, nó còn thích hợp cho những cái ngày thường nữa các bạn. Nếu mà rảnh rỗi thì các bạn làm món này cho gia đình mình ăn thử xem sao nhé. Cam đoan với các bạn là rất là ngon. Và đặc biệt cái món này ăn vào trong cái thời tiết mà se lạnh đó các bạn, uống cái ly trà nóng vào, ôi thôi còn gì bằng, đúng không các bạn?